Bố mẹ, xin đừng chia tay. Không phải anh. Lại là anh à? Anh đã làm đúng không? Có chuyện gì vậy? Bố mẹ của Luca và Elsa đang cãi nhau sao? Hả? Đây là của anh. Của em? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ chia tay? Họ sẽ chia đôi mọi đồ vật ư? Elsa, đi với bố nào. Luca, còn con đi với mẹ. Hay họ sẽ chia đôi những đứa con của mình? Không, không, không. Hả? Ơn trời, anh vẫn ở đây. Chúng ta phải làm gì đó? Không được đâu. Bố mẹ đang nhảy cùng nhau thật tình cảm. Bố mẹ. Chỉ là một cuộc tranh luận nhỏ thôi. Bố mẹ vẫn yêu nhau và yêu cả các con nữa. Hạnh phúc là khi chúng ta được ở bên gia đình mình yêu thương. Em bé siêu nhân. Một năm trước. Mẹ ơi, ai đó? Em bé của chúng ta đang cử động đó. Luca nghĩ em bé trong bụng mẹ là siêu nhân. Em bé ngoan nào, không được làm mẹ đâu. Elsa nghĩ em bé đó là Húc. Không, em bé là siêu nhân. Không, không, Húc ngầu hơn. Ôi không, các em bé đang đánh nhau trong bụng mẹ. Bố ơi, có rắc rối rồi. Cơ bắp của em ấy đâu? Em ấy không bay được à? Nhìn em trai đáng yêu của Luca và Elsa kìa các bạn nhỏ. Jack ơi, anh chị yêu cậu rất nhiều đó. Pizza nóng lạnh. Một cuộc thi nấu ăn ư? Luca sẽ tham gia chứ nhỉ? Luca
Luca ơi, bạn sẽ tham gia cuộc thi về món ăn gì vậy? Phone ơi, giúp tớ với. Cùng làm pizza với tớ nhé. Đầu bếp Luca làm pizza trông thật chuyên nghiệp phải không nào các bạn nhỏ? Ôi không, bánh pizza bị cháy mất rồi. Chào mừng đến với cuộc thi đầu bếp nhí. Bánh pizza trông ngon quá. Lò nướng của cháu bị hỏng à? Trời ơi, mỏ vẽ không thể ăn được đâu các bạn nhỏ ơi. Đồ ăn nhanh độc ác. Có bạn nhỏ nào thích ăn đồ ăn nhanh như Luca không nhỉ? Có chuyện gì vậy? Để tớ giúp các cậu. Luca hóa thân thành một chú sâu khổng lồ để giúp đỡ những người bạn đồ ăn nhanh. Ôi không, tại sao đám đồ ăn nhanh lại nhốt Luca lại? Đồ ăn nhanh là tội phạm. Chúng sẽ tấn công cậu và khiến cậu yếu đi. Nhìn kìa. Ăn ít đồ ăn nhanh, thêm nhiều rau sẽ tốt cho sức khỏe của cậu. Rau củ mới là người bạn thực sự của chúng ta đó các bạn nhỏ. Donut tam giác. Các bạn nhỏ ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi xếp hình khối gỗ cùng Luca và Jack nhé.
là thức ăn có cùng hình dạng với những chiếc đĩa trên bàn nhé. Jack, hình tròn ở đâu nào? Tại sao thế, Jack? Wow, chúng ta đã đi vào não của Jack. Này Donut, cậu đang làm gì thế? Cả cậu cũng sai ư pizza? Bạn nước trái cây cũng bị kẹt rồi. À, mình có ý này. Tiến lên nào. Cùng xem, bếp trưởng Jack và Luca thay đổi hình khối của món ăn nào. Em làm tốt lắm. Nước ngọt tốt hay không? Những lọ nước soda ngon lành khiến chúng ta cảm thấy thật hứng khởi đúng không nào? Mình yêu soda. Dừng lại, Luca. Uống quá nhiều nước ngọt sẽ không tốt cho cơ thể của con đâu. Như thế này này. Uống nhiều nước ngọt sẽ không tốt cho men răng. Uống nhiều nước ngọt có thể bị đau bụng nữa. Uống nhiều nước ngọt có thể gây béo phì. Con không muốn uống nước ngọt nữa đâu. Nước hoa quả sẽ tốt hơn cho con. Cùng nhau làm nhé. Luca cùng mẹ tạo nên những cốc nước hoa quả ngon lành. Ngon quá. Dừng lại, yêu xa. Uống nước hoa quả sẽ tốt hơn cho em đó. Căn phòng nóng lạnh. Nóng quá. Lạnh quá. Luca. Wow, một căn phòng chia đôi nóng và lạnh. Hmm.
có vẻ rất thư giãn bên căn phòng ấm áp của mình. Elsa có thể tận hưởng sự mát lạnh rồi. Hả? Đã khiến mọi thứ đóng băng rồi. Hả? 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 Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Hãy chơi thật vui các bạn nhé. Bữa tiệc trong khoang miệng. Wow. Luca đã có một bữa no nê đã đời. Luca, anh phải đánh răng chứ. Các bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không đánh răng không? Những món ăn thừa sẽ tỉnh dậy và mở tiệc trong miệng chúng ta đó. Đến giờ tráng miệng rồi. Nhìn bạn hamburger và bông cải kìa. Các bạn đang định làm gì vậy? Ôi không, chúng đang tấn công răng của Luca. Kể từ đó, Luca không bao giờ lười đánh răng nữa. Luca tốt bụng. Các em ơi, lại đây nào. Các em có biết những em bé ngoan sẽ làm gì không? Mọi người sẽ giúp đỡ nhau ạ. Tích một dấu khi em giúp đỡ người khác nhé. Bà lão đang cần qua đường. Trên tay bà vẫn đang giữ giỏ đồ nặng và dắt một chú chó. Có lẽ bà lão cần được giúp đỡ. Ủa?
Bác Alien đang phải sơn lại chiếc mái của căn nhà. Có thể bác cần được giúp đỡ. Không, cháu làm sai rồi. Tôi có dấu tích này. Có ai có thể bắt trộm giúp chú cảnh sát được không? Bạn làm được rồi, Luca ơi. Cháu thật là thông minh, cảm ơn cháu. Cô thật tự hào về em. Mọi người. Em xin lỗi.